cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi biến mất giữa ban ngày. Người dân khu phố Trường Lưu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đang xôn xao và vô cùng bức xúc khi cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, tài sản quý giá của dân làng bất ngờ biến mất và sau đó xuất hiện trong khuôn viên một công ty chuyên về lĩnh vực bất động sản. Như chuyện cổ tích, cây đa bực gốc bay về trời. Đó là những lời chia sẻ đầy bức xúc của nhiều người dân khu phố Trường Lưu, phường Long Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, nhất là các cụ già, những người sống qua bao thế hệ, chứng kiến những thăng trầm của lịch sử ở vùng đất, vùng bưng xấu xã, vùng ngoại ô phía đông thành phố Hồ Chí Minh. Suốt hai ngày qua, vợ chồng tôi cũng như rất nhiều người dân địa phương mất ăn, mất ngủ, vừa luyến tiếc vừa tức giận vì những người của một công ty về lĩnh vực bất động sản ngang nhiên cưa tỉa, bưng gốc, chiếm đoạt cây sụp cổ thụ, cây được xem là báu vật thiêng liêng, tài sản quý giá nhất của dân làng Trường Lưu, ông Trương Văn Ánh, bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận khu phố Trường Lưu bày tỏ sự uất ức. Theo lời kể của ông Ánh, vụ việc xảy ra vào giữa trưa ngày 14 tháng 11, đúng vào thời điểm tuyến đường Trường Lưu, người dân quận 9 thường gọi là đường cây sộp, vắng người qua lại, thì xuất hiện hàng chục người với đầy đủ trang thiết bị như xe tải, xe cơ giới, máy cưa của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và kinh doanh nhà DBT. Công ty DBT đang đầu tư nhiều dự án nhà cao cấp tại khu phố Trường Lưu. Sau khi thực hiện nghi thức tâm linh ngay gốc cây sộp cổ thụ, nhóm người này nhanh chóng tấn công, cưa, tỉa và bấn gốc cây sộp, rồi dùng xe tải chở đi. Nhiều xe chở đất, cát cũng khẩn trương săn lấp hố sâu của gốc cây vừa bấn, và mọi việc diễn ra chỉ trong khoảng thời gian gần 2 giờ đồng hồ. Họ làm nhanh như trong chuyện cổ tích, cây đa thần bực gốc bay lên trời, một người dân địa phương diễn tả lại. Khi vụ việc đang diễn ra, một số người dân phát hiện, nhưng cũng không ai dám can thiệp. Đến lúc tôi hay tin và chạy ra hiện trường, cây sộp đã được nhóm công nhân này chở về khu dự án của công ty nói trên, cách đó khoảng gần 1 km, ông Ánh kể lại. Báu vật hàng trăm năm tuổi của dân làng. Giữa trưa ngày 16 tháng 11, nằm đu đưa trên chiếc võng treo trong sân vườn ở khu phố Trường Lưu, cụ Trần Văn Nửa, 88 tuổi, gương mặt đầy vẻ buồn bã khi nghe nhắc đến vụ việc cây sộp cổ thụ của dân làng bị bấn hạ. Từ thuở nhỏ tôi đã thấy cây sộp này rồi, không biết chính xác cây sộp có từ khi nào, nhưng theo lời kể của ông bà cố của tôi và những cụ lớn tuổi trong làng thì cây cổ thụ này ước hàng trăm năm tuổi, nó đã đi qua hai thời kỳ kháng chiến cũng như những đổi thay thế sự cho đến ngày hôm nay, cụ Nửa cho biết. Cụ Nửa bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng đây là tài sản quý giá, báu vật linh thiêng của dân làng Trường Lưu, nhưng lại bị chiếm đoạt hết sức ngang ngược và tàn nhẫn. Cụ mong muốn chính quyền phải vào cuộc, buộc những ai lấy cây sộp phải trả lại nguyên trạng, đồng thời phải đảm bảo cây cổ thụ này sẽ phát triển bình thường trở lại, nếu không họ phải chịu tội với người dân. Cùng chung nỗi niềm như cụ Nữa, người dân khu phố Trường Lưu những ngày này cũng đang sống trong tâm trạng đau buồn khi bất ngờ mất đi cây sộp, cây cổ thụ có tán rộng lớn, che phủ bóng mát, thân cây ba người ôm không xuể đã gắn bó bao đời trong cuộc sống của người dân nơi đây. Lịch sử truyền thống đảng bộ và nhân dân phường Long Trường trong giai đoạn 1930 đến năm 2010 cũng đã ghi nhận sự hiện diện của cây sộp. Vào tháng 3 năm 1967, du kích xã Long Trường, huyện Thủ Đức, nay là phường Long Trường, quận 9, cùng đại hội 1 và 2 thuộc tiểu đoàn 4 phục kích đoàn lính Mỹ càng vào khu vực cây sộp ấp Trường Lưu, diệt khoảng 100 tên, bắn cháy 4 xe bọc thép M113, bí thư chi bộ khu phố Trường Lưu cho biết. Theo ông Ánh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, hàng chục người dân địa phương đã kéo đến hiện trường và dự án công ty DBT đang chiếm giữ cây sộp để phản đối, yêu cầu trả lại. Đại diện chính quyền phường Long Trường cũng có mặt, lập biên bản ghi nhận vụ việc đã mất cây sộp. Với vai trò là bí thư chi bộ khu phố, tối cùng ngày, ông Ánh đã mời đại diện công ty DBT, tổ trưởng khu phố, chi hội trưởng người cao tuổi, các tổ trưởng của khu phố và 27 người dân đến văn phòng trụ sở khu phố để giải quyết. Theo ông Ánh,
Tại đây, người đại diện của công ty nói trên giải thích rằng họ muốn đưa cây sộp về khu vực dự án để tôn tạo khang trang sạch đẹp, xây dựng làm nơi để người dân có nơi tín ngưỡng. Tuy nhiên, tất cả người dân, chi hội người cao tuổi cũng như đại diện khu phố, tổ trưởng đều phản ứng quyết liệt, khẳng định phía công ty đã ngang ngược lấy tài sản chung của người dân, đồng thời yêu cầu nhanh chóng trả lại hiện trạng cũng như đảm bảo cây sộp tiếp tục phát triển bình thường, nếu không phải chịu trách nhiệm. Đến hôm nay, cây sộp vẫn còn nằm trong khuôn viên dự án của công ty bất động sản nói trên. Tôi đang làm đơn gửi khẩn cấp đến các cấp lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đảng ủy từ phường đến quận để yêu cầu can thiệp vụ việc nghiêm trọng này, ông Ánh cho biết. Chiều ngày 16 tháng 11, trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Một, Phó Bí thư Phường trực Đảng ủy phường Long Trường xác nhận có xảy ra sự việc cây sộp bị một công ty chuyên về bất động sản bứng lấy. Theo ông Một, thì ông cũng là người dân địa phương và được biết cây sộp có niên đại khoảng 200 năm tuổi. Ông Một khẳng định cây sộp cổ thụ không nằm trên bất cứ phần đất nào thuộc dự án của công ty này, mà đây là tài sản chung của người dân. Vì vậy, chính quyền địa phương sẽ mời phía công ty đến để giải quyết vụ việc, không để người dân bức xúc. Cây thị ngàn năm tuổi ở Nghệ An. Xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Lưu được biết đến là vùng đất có 99 cây thị cổ thụ, có nguồn gốc cách đây gần 1.000 năm, đến nay chỉ còn sót lại 2 cây. Ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Hoa cho biết, hiện nay trên địa bàn xã còn 2 cây thị cổ đại. Trong thời gian tới đây, chính quyền và nhân dân xã sẽ được đón bằng công nhận di tích lịch sử văn hóa Việt Nam cho cây thị gần 1.000 năm tuổi này. Cây thị gần 1.000 năm tuổi nằm trong khuôn viên đất của gia đình anh Võ Văn Tá, xóm 9, xã Quỳnh Hoa, trải qua nhiều năm tháng chống chọi với thời gian khắc nghiệt, bom đạn của giặc thù dội xuống, nhưng đến nay cây thị vẫn cứ xanh tốt, quả ra rất nhiều. Theo anh Tá, cứ đến rằm tháng 7 thì anh bắt đầu hái quả, quả thị có kích thước to bằng cái bát cơm, có mùi rất thơm. Cứ đến rằm tháng 7, ngồi trong nhà mà vẫn ngửi thấy mùi thơm của quả thị ở ngoài đường. Ngày nào cũng vậy, gia đình thường xuyên chăm sóc, tưới nước để cho cây phát triển tốt, lá xanh và cho quả nhiều, anh Tá cho biết thêm. Theo quan sát, cây thị có đường kính hơn 3 mét, có chiều cao khoảng 17 mét, có hình thù rất đẹp. Để ôm được cây thị này thì phải có khoảng 5 người lớn giang tay ra mới ôm kín được. Lá của quả thị thường đâm chồi nảy lọc vào dịp đầu xuân, đến khoảng tháng 6 thì lá chuyển dần sang màu xanh đậm hơn. Phía thân dưới gốc thị có một lỗ hổng khá rộng bên trong thân cây, từ bên này có thể nhìn xuyên sang bên kia được. Thân cây có những khối lồi lõm sần sùi, hình dạng kỳ dị, lớp vỏ thân cây cứng đanh như sắt, những điểm sát gốc có màu đen như một lớp trầm tích cổ. Từ khi biết cây thị có nhiều năm tuổi, người dân ở khắp mọi nơi đến để chiêm ngưỡng, nhiều người còn chụp ảnh ghi lại hình để làm kỷ niệm. Ông Phan Thanh Lý, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Hoa cho biết, theo lịch sử thì cây thị nói trên có từ thời Triều Nguyễn. Sau khi đánh tan hàng chục vạn quân Xiêm và Thanh, năm 1788, Nguyễn Huệ Quang Trung định dời đô về Phù Hoa, nay là xã Quỳnh Hoa. Lúc bấy giờ, Phù Hoa đã có 100 cái giếng và có nhiều cây thị to đẹp. Cây thị này có tuổi đời cả ngàn năm vì sau khi vua Nguyễn Huệ đánh tan quân Xiêm, Thanh và định dời đô về Phù Hoa thì cây thị đã có từ trước đó rồi, ông Lý cho biết. Trao đổi với ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Hoa cho biết, hiện nay trên địa bàn xã còn 2 cây thị cổ đại, địa phương sẽ gìn giữ chăm sóc để con cháu thế hệ sau nhớ đến công ơn của các cụ tổ đã có công khai làng lập ấp, cuộc sống ấm no như bây giờ.